Jin là một tên tội phạm tâm thần, tin rằng sát nhân là một nghệ thuật. Từng là tù nhân của Ionia nhưng đã được trả tự do bởi những kẻ tha hóa trong hội đồng cai trị. Kẻ giết người hàng loạt này giờ là sát thủ cho chúng. Dùng khẩu súng như một cây cọ vẽ, Jin tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tàn nhẫn, khủng bố nạn nhân và những người không may chứng kiến. Sân khấu quái dị đem lại cho hắn sự thỏa mãn độc ác, khiến hắn trở thành lựa chọn hoàn hảo để gửi đến thông điệp hùng mạnh nhất, nỗi kinh hoàng. Đến với mùa 8.5, Jin tạo nên một thế lực mới mang tên Lữ Khách Hư Không cùng sức mạnh khủng khiếp của ngoại đạo. Để hắn tiếp tục thống trị sàn đấu với những phát bán trí tử, chúng ta hãy cùng nhau triển khai giáo án chú tư đến chơi. Anh em mình vào việc. Lữ Khách Hư Không là tộc hệ mới của mùa 8.5. Tộc này thì chỉ có 3 quân thôi, trong đó có một tướng được rất nhiều anh em chú ý mong chờ ngay những ngày đầu bebe, đó là chú tư Jin. Tuy nhiên, khi về máy chủ Việt Nam thì tần suất Jin xuất hiện vẫn tương đối ít. Vì để Jin phô ra được hết sức mạnh thì ta cần bổ sung cho hắn một dàn chắn đủ khỏe và kích ngoại đạo tối ưu sát thương. Khi làm được hai điều đấy rồi thì Jin chắc chắn sẽ cho thấy được giá trị của nghệ sĩ tử thần. Giờ chúng ta đi vào chi tiết cách triển khai đội hình nhé. Đội hình đầy đủ gồm Pike, Camille, Vex, Alistar, Virgo, Jin, Ahchok và Leona. Sát thương chính sẽ đến từ hai nguồn là Jin và Virgo, nhưng trọng tâm thì ta sẽ quan tâm đến Jin hơn vì chú tư có tầm đánh dài đứng phía sau sẽ có độ an toàn hơn so với Virgo. Với lineup thế này ta sẽ có 5 ngoại đạo, tăng thêm lượng lớn sát thương cho cả hai carry. Ở đây tại sao lại là 5 khi trên sân chỉ có 4 ngoại đạo? Nguyên nhân là khi kích hoạt lữ khách sẽ triệu hồi giác. Lúc này anh em chỉ cần đặt giác gần Jin để vừa bảo kê tốt mà vừa nhận được tộc hệ được liệt kê cuối cùng của Jin chính là ngoại đạo. Bên cạnh đấy, ta còn kích được một số hệ khá ngon là linh vật giúp hồi máu cho team, nghiêu binh giúp Virgo cứng cáp hơn, hộ công tăng cường vitamin kháng phép cho team. Ahchok là một hiểm họa có khả năng đi độc lập rất ngon, có vai trò chống chịu làm chủ chốt. Ta sẽ tận dụng hắn và giác của lữ khách hư không để tạo nên dàn chắn thật chất lượng che chở Jin. Nếu không có Ahchok thì có thể dùng Garen và Ngộ Không để kích thần giáp cho Garen làm tranh chính, có thêm khống chế từ cú cắm cọc của thủ lĩnh Demacia. Nhưng nếu làm thế thì chỉ kích được 4 ngoại đạo thôi vì không có slot cho Camille. Còn trường hợp không ra được Leona thì ta cứ dùng tạm Echo thôi vì đã có lữ khách kích mốc 3 ngoại đạo rồi. Đến với phần trang bị, chú tư đã trở lại và vẫn sẽ là combo sát thương vật lý quen thuộc để nã đạn vào đầu kẻ địch. Như cung xanh nếu địch có nhiều giáp bởi các vệ quân hay lắp thú tượng. Diệt khổng lồ để đối đầu với các nhà đấu sĩ và ba sao vì chúng có nhiều máu. Vô cực cũng dùng tốt đấy, giúp khách đại sát thương. Tuy nhiên nên cẩn thận check lobby xem có giáp gai không trước khi lắp. Nếu có nhiều giáp gai thì thôi, ta thay vô cực bằng kiếm tử thần cũng giúp đam to hơn. Nếu anh em là người chơi hệ an toàn thì kiếm súng hay huyết kiếm sẽ phù hợp để chủ tư hút máu quay lại giao tranh. Về Virgo thì chắc anh em ở đây không còn xa lạ nữa rồi. Một nỏ sét để giảm kháng phép kẻ địch xung quanh, kiếm súng để hắc diệt đế vương liên tục hồi máu, kết hợp với bất tử của ngưu binh sẽ khiến hắn sống rất lâu. Món thứ ba thì cần tăng thêm sát thương nên găng bảo thạch hay quyền năng khổng lồ là đẹp. Kế đến, đồ chống chịu thì sẽ không kén chọn đâu, chủ yếu nó giúp được anh em giữ máu tốt và counter lobby thì càng ngon. Cho nên có đồ nó lắp được sớm thì cứ lắp thôi nhá. Như giáp lửa, dây chuyền trục tội, giáp gai, vuốt rồng là các trang bị hay được dùng nhất. Bây giờ chuyển sang phần sắp xếp đội hình nào. Đầu tiên với Pike, tuy chỉ có giá 2 vàng nhưng chiêu thức của Pike có thể giúp tên sát thủ vùng nước đỏ lướt tới kẻ địch ở vị trí xa nhất và làm choáng tất cả kẻ địch nó đi qua. Nên anh em cần chú ý đặt Pike ở một trong hai góc của sàn đấu ở hàng đầu tiên và ngược hướng so với carry tay dài của địch. Ahchok sẽ đứng ở hàng đầu tiên và xếp hắn đối diện với tướng gây đam đối phương để hấp thụ sát thương. Jin đặt bết góc ở hàng cuối cùng vì kỹ năng Jin sau mỗi 4 phát sẽ bắn ra một viên đạn có thể gọi là chí mạng vì nó nhắm tới kẻ địch có lượng máu thấp nhất. Nên anh em chỉ cần lưu ý không đặt Jin mặt đối mặt với tranh cứng của địch là được. Vex đặt cùng hàng và ở góc ngược lại so với Jin. Con giác được triệu hồi thì mình cũng đã nói ở trên là cần đặt nó gần Jin để vừa bảo kê mà vừa nhận được tộc ngoại đạo. Camille, Alistar, Virgo và Leona thì trẻ đều câu còn lại ở hàng đầu để san sẻ sát thương. Sắp xếp đã xong, giờ cùng nhau triển khai thôi. Sẽ có rất nhiều biến thể tùy trận đấu mà anh em đép khác nhau. Và mấu chốt là bài này anh em chỉ hướng tới khi đánh chuỗi thắng, có lượng kinh tế ổn định và giữ được máu vì cần rất nhiều tướng 4 vàng.
Sau đây sẽ là một khung bài đầu game tốt để anh em triển khai và đi lên. Jin là một dân ngoại đạo, thì còn gì hợp lý hơn việc dùng ngoại đạo đi lên để dễ dàng xoay chuyển. Ở cấp 4, ta sẽ dùng line up 3 ngoại đạo, 2 admin với Silas, Lucian, Camille và Blitz. Với 4 quân này rất dễ tối ưu đồ. Đồ thủ ngon thì dồn cho Blitz hoặc Silas, tùy con nào hay sao trước. Camille thích hợp cầm đồ đam cho Jin, còn đồ phép cho Virgo thì cho anh da đen cầm tạm. Lên cấp 5, ta thêm Vi để kích đấu sĩ. Cấp 6, Alista kích hộ công. Lên thêm một cấp nữa thì cho Vex kích linh vật. Khung đội hình của anh em lúc này đang dần hình thành rồi đúng không nào? Nếu thực hiện được suôn sẻ như trên, kết hợp làm kinh tế tốt, thì anh em sẽ có một giai đoạn đầu và giữa trận thuận lợi để có lợi thế và ấp 8, hoàn thành phong hoàn thiện như phần đầu tụi mình giới thiệu nữa là xong. Khi trận đấu đến những giây phút cuối cùng, nếu anh em lên được cấp 9 thì có thể flex thêm các quân 5 vàng để gia tăng giá trị cho đội hình, ưu tiên Ugot và Fiddle để có khống chế diện rộng. Có rất nhiều nâng cấp uy tín, thích hợp, không những team này mà hầu hết các bài khác cũng có thể dùng như hộp Pandora, chia lợi phẩm. Những nâng cấp dùng chung như thế thì tụi mình xin phép bỏ qua mà chỉ focus vào các nâng cấp thực sự cần thiết và giúp team mạnh mẽ thôi nhé. Các nâng cấp đánh nhau như thăng hoa, khảm bảo thạch, sức sống mới, gây ghép siêu công nghệ, trí tuệ siêu công nghệ. Các nâng cấp về tăng mốc tổ hệ cần thiết sẽ liên quan tới ngoại đạo hoặc hộ công. Các nâng cấp kim cương khuyên dùng sẽ liên quan đến kinh tế, áp cấp và bề tướng giá trị nhiều hơn thiên về cốt lõi sát thương như quà trời cho, quà sinh nhật, khuyến mãi kinh nghiệm, khu đồ hiệu. Về nâng cấp anh hùng thì cũng rất đa dạng để anh em lựa chọn ở các bậc khác nhau, như bậc 2 có nâng cấp hỗ trợ của Camille và Pike, phù hưng Hextech của Camille, cả team gây thêm 8% sát thương, tăng thêm 5% khi một đồng minh bị hạ gục. Thợ săn sàn đấu nhỏ của Pike, các đòn đánh và kỹ năng của cả team gây thêm 10% sát thương, tăng lên thành 25% với những kẻ địch ít hơn 1.400 máu. Về nâng cấp 3 vàng thì Alista có một nâng cấp hỗ trợ mới rất ngon và phù hợp, đó là bất khuất. Bắt đầu round, Alista sẽ giảm 50% kháng phép kẻ địch, giúp Virgo không cần mang nó set nữa mà có thể bổ sung một món sát thương. Còn nếu tham lam thì ta sẽ tìm kiếm nâng cấp carry của Virgo và Jin để đưa chúng lên một tầm cao mới. Đã đi qua cách triển khai cùng các nâng cấp phù hợp rồi, sau đây cùng xem ưu và nhược điểm để anh em lưu ý nhé. Công thủ toàn diện với một hàng thủ quá cứng cáp được che chở bởi Aatrox và Zac. Sát thương hỗn hợp đến từ hai nguồn khiến đối thủ không biết cách nào mà khắc chế khi đánh trực diện từ ngoài vào trong. Còn nhược điểm cần nhắc đến đầu tiên là bạn phải giàu, không có tiền thì khó mà chơi được team này. Tiếp đó là sợ các nhà móc lốp như Warwick, Camille hay Draven kẹt tin tặc, đòi hỏi anh em phải xếp né tốt. Anh em đã có được bao nhiêu bài tủ rồi? Xem hết video này thì lại có thêm một giáo án chất lượng nữa được thêm vào danh sách đúng không nào? Đừng quên ủng hộ bọn mình bằng cách like, share, subscribe và nhấn cả nút chuông để luôn cập nhật những đội hình mới nhất, hot nhất mùa 8.5 nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.